Hello, xin chào mọi người. Ta là hoàng đế nắm mấy triệu huyền thoại vĩ đại đây. Và ta đã quay trở lại để cố gắng phá đảo con game Final Fantasy 10. Và bây giờ ta đang đánh boss. Tốt nhất là nên gọi Waka đi. Tốt nhất là nên đi chung lên này. Thank you.
con Bahamut và chơi cái chiêu Mega Flare vào người đó đi. Hy vọng là lần này dứt điện luôn nó. Mega Flare Tên Tây rồi ông mặt trời. Yuna, we're here. Chúng ta ở đây rồi Yuna. The hall of the final summoning. Sảnh của con summoning cuối cùng. Ở đây. Trong Yuna thật là buồn. Huh? What do you mean no final Aeon? Sir Orin! Everyone! Có chuyện gì xảy ra nhỉ? Ok, ta xin tạm thời kết thúc tập này ở đây. Nếu ai thấy hay bấm like và đăng ký kênh của ta. Ta là Hoàng đế nắm mấy trường hội thời vĩ đại. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Yeah.